Chị xin chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay chị quay chị giới thiệu cho anh chị một chiếc Kia Sinona 2018 anh chị. Đó, xe thì còn rất là đẹp anh chị nha. À, rất đẹp, máy dầu luôn anh chị. Bản này là bản đặc biệt nha. Full dầu, đèn chiếu sáng cũng dạng đèn led luôn anh chị nha. Đó, anh chị nào có quan tâm dòng Kia Sinona ghé cho chị coi thử nha. Xe này người ta cũng lên camera 360 cho anh chị luôn rồi nè. Đó. Có camera 360 luôn. 2018. Giá cực kỳ tốt luôn anh chị. Xe này chiều bán giá có 770 triệu à. Đó, này này có làm mát ghế đầy đủ. À, điều hòa 3 dùng luôn anh chị. Đó, màn hình giải trí to nữa, khoảng tầm 8 inch ha. Chìa khóa thông minh này đủ anh chị ha. Có ga tự động luôn nè. Đó, xe đẹp nha, không lỗi nha. Xe chiều mua bán, chiều cam kết và đảm bảo cho anh chị nha. Dàn ghế còn rất đẹp anh chị. Đây. Dàn ghế còn rất là đẹp luôn nè. Đó, có cửa sổ trời luôn phía trước, phía sau luôn anh chị nha. Dàn ghế nè ha, còn đẹp quá trời luôn, cần số nè. À, vô lăng nè. Đó, máy dầu 2.2. Đi cực kỳ tiết kiệm dầu luôn. Rồi, nhà ghế sau cũng còn đẹp quá trời vậy ha. Rộng rãi được cái xe này, rộng anh chị. Rộng nhất cái phân khúc MPV luôn. Anh chị nào mà đi gia đình á, hoặc là chạy kinh doanh á, à, tiết kiệm nhiên liệu và lấy cái chiếc máy dầu đi quá ok. Giá có 770 triệu anh chị. Quá hợp lý anh chị ha. Nè, da còn đẹp quá trời luôn. Lo Infinity luôn, nghe nhạc cực kỳ hay luôn. Đó, ở đây có cái tẩu sạc 12V nữa nè. À, ở đây có rất là nhiều hộp đồ luôn. Một cái hộp đồ nè, hai cái hộp đồ nè, ba cái hộp đồ nè. À, điều hòa ba dùng luôn phía sau nè, hai cái phía trước, cực kỳ mắc luôn chị ha. Được cái nội thất rộng rãi nữa, mà được cái nó là máy dầu nữa. Đây nè, vỏ xe thì còn rất là dày luôn chị, đó rất là dày nha. Đây, để chị đi ra phía sau cho anh chị coi này. Đó, phía bên phải nè cũng cúp điện luôn anh chị nha. Đây nè, cũng là cúp điện luôn đó, camera 360 cúp điện đầy đủ ha. Hàng ghế thứ ba thì xếp xuống rồi ha. Đó, mình sẽ có một cái cấp đồ với nó là cực kỳ rộng luôn. Đó, còn chị mà kéo hàng ghế thứ ba lên mình sẽ có một cái xe 7 chỗ ngồi, cấp điện đầy đủ. Đó, Sinona dầu anh chị nha, 2018 nha. Đi rất là tiết kiệm đây nè. Nếu mà đi đường dài nó khoảng tầm 7 lít nè. 7 lít mà đi kết hợp nó khoảng tầm 8 lít nè. Nói chung mà đi từ 7 đến 8 lít dầu chân trăm cây cũng ok chị ha. Nè, vỏ xe còn rất là dày luôn nè. Đó, còn rất là dày. Vỏ Michelin luôn nha. Hai cú lồ điện nè. Đó. Đó, dàn ghế nè. Đó. Ghế da còn mới tinh, còn đẹp quá trời luôn. À, anh chị nào có quan tâm dòng Sinona này ghé chiều coi thử anh chị nha. Cái này chiều bán giá 770 triệu, có ghế chính điện luôn nè. Sản xuất 2018 anh chị nha. Đó. Để chiều mở cái nắp capo lên luôn. Có cảnh báo điểm mù nè, cân bằng điện tử đầy đủ. Chìa khóa thông minh. Đó, ga tự động nè. Đó. Đó, đèn tự động luôn nè. Đèn auto nè, có chế độ auto nè, điều hòa 3 dùng nè, màn hình giải trí nè. Đó, có làm mát ghế luôn nè. Ở đây thì có xếp gương tự động. Đó. Lo là Infinity, nghe rất là hay luôn. Vỏ Michelin luôn. Đó. Xe có lắp sẵn camera 360 cho anh chị nè. Máy móc nè. Đó, nguyên zin nguyên bản đàng hoàng anh chị nha. Mua bán chiều cam kết và đảm bảo cho anh chị nha. Là xe không tai nạn, không ngập nước, không bung rã động cơ, máy móc nguyên zin. Đây, ốc cabo nè, chưa tháo luôn anh chị. Keo chỉ mọi thứ ha, đảm bảo hết cho anh chị nha. Đó. Xe này còn đẹp lắm anh chị nha. Anh chị nào có quan tâm dòng Sinona dầu ghé chiều đây để chiều quay cái gầm cho anh chị coi luôn. Đây nè, gầm bọng nè. Đó. Gầm bọng này cũng ok anh chị nha. Không có bị rỉ sét gì hết ha. Sinona dầu 2018 bản đặc biệt, chạy 89.000 cây anh chị nha. Giá là 770 triệu còn thương lượng. Anh chị có quan tâm liên hệ cho chiều đến coi xe anh chị nha.